Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay Thảo sẽ chia sẻ một chút xíu về cách để chăm sóc và bảo vệ da của mình. Đầu tiên, mỗi một ngày buổi sáng thì Thảo sẽ rửa mặt bằng nước hoa hồng và tuy là ở trong nhà không nè, không có đi ra đường nhưng mà da mặt cũng vẫn dơ đó. Mình sẽ lau mặt bằng nước hoa hồng nhé. Ban đêm ngủ thì Thảo sẽ dưỡng kem Nu Cosmetic để nó làm trắng da. Những cái sản phẩm này, tất cả mọi thứ đều làm tinh chất hoa hồng của nguyên chất của Pháp, nhưng mà đặc biệt một điều là nó chỉ làm cho da mình mịn và sáng, làm săn chắc. Chứ còn nếu mà làm về đẹp thì trắng thì nó sẽ không bao giờ trắng bằng Nu Cosmetic. Cho nên Thảo vẫn kết hợp giữa hai cái chứ không có sử dụng một cái. Đó, vừa lau xong nước hoa hồng mọi người thấy dơ không? Đây, ở trong nhà không mà dơ như đó. Bắt đầu bước thứ hai thì Thảo sẽ dùng bằng cái nước đập thần thánh của Pháp, cũng bằng cái tinh chất hoa hồng. Thảo rất là thích xài cái này bởi vì nó giúp cho da của mình rất là săn chắc và lúc nào cũng giữ được độ ẩm cho da, bởi vì da của Thảo nó không có da dầu, nó cũng hơi khô, cho nên là khi xài mấy cái này rất là thích. Hôm nay Thảo chia sẻ cho mọi người ha, tại vì có rất nhiều người hỏi Thảo là tại sao da đẹp như vậy. Hôm nay Thảo chia sẻ với mọi người. Ban đêm Thảo vẫn dùng kem Nu Cosmetic của công ty của mình, nhưng mà ban ngày thì khi mà ở trong máy lạnh thì Thảo sẽ sử dụng cái này. Bởi vì sử dụng, nếu mà các bạn nào mà sử dụng cái này mà đi đi ra ngoài nắng thì nó sẽ chảy cái chất, mà những cái tinh chất này nó có chất dầu trong đây, cho nên khi mà chúng ta đi ra ngoài nắng thì nó sẽ rất là khó chịu, nó cái mặt mình nó cứ nhờn nhờn. Nhưng mà nguyên một ngày Thảo ở trong máy lạnh cho nên là Thảo sử dụng cái này nó sẽ rất là ok. Đây tới chiều là nó đã đảo vào hết ở trong mặt của mình rồi thì cái da của mình nó sẽ rất là đẹp. Mọi người sử dụng cái này xong rồi mọi người sẽ thấy được là mình có thể làn da của mình nó rất là chắc khỏe. Và đặc biệt một điều nó sẽ giúp cho mình cải thiện cái chống lão hóa và nhăn á. Thảo đang quay cái camera này là camera bình thường, không có dùng app gì hết á. Đã mới có đánh cái tinh chất hoa hồng. Thảo chỉ đánh cái tinh chất hoa hồng này lên thôi là cái da nó đã bắt đầu bóng rồi nè. Và sau đó thì Thảo sẽ dùng cái này anh 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 à, đây. Sau đó thì Thảo sẽ dùng cái này. Cái này là nó nuôi và giữ ẩm, chống lão hóa, nó cũng làm bằng tinh chất hoa hồng của Pháp luôn á. Nó cũng làm bằng tinh chất hoa hồng của Pháp để giữ được cái làn da mà nó mịn, căng mịn thì chúng ta phải sử dụng nhiều bước. Mỗi một ngày phải bỏ ra nhất phải 15 phút để chúng ta tự massage da của mình để cho da nó chắc khỏe. Mình giữ kỹ thì da của mình nó sẽ tốt. Năm nay thì Thảo cũng U40 rồi, nhưng mà may mắn một điều là mặt của Thảo nó không có bị nếp nhăn nhiều. Không phải là vì Thảo làm ở spa mà Thảo biết cách chăm sóc, hay là mình tự tiêm chất cho mình. Thảo thì ít có tiêm chất vào lắm, là khi nào cái da những người mà bị nhăn thì chúng ta mới tiêm tiêm để cho nó căng. Còn Thảo thì sử dụng mỹ phẩm, nó cái mặt của mình nó sử dụng mỹ phẩm nó cũng căng rồi, cho nên là Thảo cũng ít có tiêm lắm, trừ khi nào tiêm những cái mà căng bóng da, tiêm tinh chất để làm cho da đẹp thôi. Và đặc biệt mà một điều mà mọi người khi mà sử dụng mỹ phẩm á, những cái mỹ phẩm này thì mọi người đừng có thoa thoa gì rồi thôi, mà mọi người phải đập. Khi mà mình đập như vậy rồi thì cái tinh chất nó sẽ vào thấm vào da của mình nhanh hơn và nó giúp cho da mình hấp thụ nhanh hơn, nó làm cho da mình nó ok hơn đó. Sau khi mà cái mọi người nó dính cái gì đây, Thảo cưng mấy cái này lắm luôn á, cực rất là cưng luôn.
sau khi mọi người sử dụng đây này, mọi người sử dụng cái này rồi thì cái da của mình nó làm cho da mình chống lão hóa, giúp cho da có độ ẩm, tạo thêm sự đàn hồi, làm cho da mình nó căng mịn rất là thích. Và cái bước kế tiếp nữa, mọi người sẽ xem bước kế tiếp Thảo sẽ thoa cái gì nữa hết. Mình sẽ đập đập cho tới khi nào nó khô nha, đập cho tới khi nào nó khô luôn. Khi mà dưỡng mặt xong rồi thì mọi người cũng phải nhớ dưỡng cái cổ của mình, bởi vì mặt mình có thể căng da mặt hoặc là mình có thể căng chỉ, nhưng mà cái cổ thì nó hơi khó, mà mỗi một lần phẫu thuật thì đau. Cho nên là khi dưỡng mặt thì mọi người nhớ là sẽ dưỡng luôn cái cổ, bởi vì cái cổ nó sẽ báo hiệu cho mình biết cái tuổi của mình. Cho nên là hàng 4 tới hàng 5 rồi cổ nó sẽ rất là dễ bị nhăn, và cái nhăn của cái cổ rồi thì chúng ta khó, cái mặt mình đẹp mà cái cổ nó nhăn thì cũng rất là khó, cho nên rất là khó chịu. Cho nên là mình phải dưỡng luôn cả cái phần cổ ha. Rồi cái bước kế tiếp nữa đó là Thảo sẽ xài cái đó, cái serum tăng 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 tăng. Cái serum này nó cũng làm bằng tinh chất của hoa hồng, tất cả sản phẩm của Dior nó đều làm bằng tinh chất của hoa hồng đây. Chúng ta chỉ dùng một ít thôi, một ít thôi, và chúng ta sẽ chia đều lên mặt. Một bộ như vậy chúng ta có thể xài được khoảng 3 tháng đó. Chúng ta dùng thôi đó. Đây là cái serum của Dior. Serum của Dior. Trên nghe giùm em cái đây. Đây là cái serum. Mỗi lần chúng ta phải đặt tập như vậy. Khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm này, chúng ta phải là ở trong máy lạnh, phải ở trong máy lạnh, nó lạnh thì nó mới hút cái chất này vô. Còn nếu chúng ta đặc biệt mà ở một nơi nóng mà chúng ta ngồi quạt mà thoa cái này, nó rất là khó chịu, nó làm cho cái người mình nó rít, cái mặt của mình nó rít lắm. Chỉ có lạnh thì nó mới hút vô thì nó mới đã, cái mặt của mình nó mới căng bóng nào. Mọi người thấy không? Cái da của Thảo sau khi sử dụng nó rất là chắc và rất là khỏe luôn. Mỗi một ngày đều phải đặt như vậy. Mọi người phải bỏ ra 15 phút để chăm sóc cho cái da của mình. Có nhiều lúc mà công việc nhiều quá, cái Thảo bận quá, cái Thảo không có chăm sóc. Cho nên là nhiều khi cái bỏ quên, cái ban đêm chỉ có lấy nhiều cosmetic, cái kem phách làm trắng da hồng hào của mình ra sức thôi. Rồi làm biếng quá thì lấy cái mặt nạ ngủ của nhiều cosmetic Thảo thoa lên cái để tới sáng, để cho da mình nó đẹp thôi. Còn xài những cái bước này là những cái lúc nào mà Thảo rảnh rỗi ban ngày nè, rảnh rỗi đặc biệt vào cái thời kỳ mà gọi là thời kỳ dịch bệnh này thì nguyên ngày rất là rảnh, cho nên là cứ tha hồ mà chăm sóc. Trong lúc này thì chúng ta chỉ có ở nhà thường xuyên, không có đi chỗ đông người, thì chúng ta ngoại trừ mà ngồi không bấm điện thoại hoài cũng chán lắm, cho nên là chúng ta chăm sóc da mặt mình đi, có thể mình sẽ trẻ hơn được 1-2 tuổi. Năm nay Thảo U40 rồi, nhưng mà đặc biệt là cái lợi thế Thảo may mắn điều á, Thảo có đẹp thôi nhưng mà được có một cái là không có nhăn. Cười cái nào cũng không nhăn nè mọi người, đúng không? Và đặc biệt một điều là Thảo rất là tập trung về cái phần này, bởi vì những lúc mà nóng giận hay tức giận hay tập trung gì thì Thảo cũng sẽ không bao giờ trâu chán lại, không bao giờ trâu. Cho nên cái chán của Thảo đặc biệt là nó sẽ không bao giờ có nét nhăn, một đường hằn nhỏ cũng không có. Cho nên là mọi người nhớ ha, mỗi lần mà mình có tức giận gì thì mọi người mình muốn trâu thì phải nhớ trực là chỗ này, còn mình cứ xoay cái trán nó, thả lỏng cái cơ thể mình ra thì nó sẽ không có bị nhăn đó, nó sẽ không bao giờ bị nhăn. Thích quá hả, da mình nó căng bóng như vậy mình thích thế mọi người ha. Tiếp theo, nãy giờ chúng ta sử dụng được 4 bước rồi, và bước kế tiếp nữa thì mọi người sẽ biết mình sẽ Thảo sẽ làm cái gì bước kế tiếp không?
không quên chăm sóc cái cổ. Sẵn còn dính trên tay cái mình ăn gan xuống cổ luôn, nó cũng giúp cho cái cổ mình mịn được phần nào. Đây bước kế tiếp, cái này là quan trọng nhất, nó giúp cho Thảo này. Mọi người biết đây là cái gì không? Mọi người biết đây là cái gì? Đây là cái chất mà nó sẽ làm cho chống nhăn cái phần mắt của mình. Mọi người chỉ cần nặn ra một tí xíu thôi nè, thấy không? Một tí thôi, rồi. Hơi nhiều rồi. Một giọt thôi, đây, một giọt thôi. Và chúng ta sẽ ngồi rảnh làm cái gì? Chúng ta sẽ massage. Massage mắt của mình. Ở trong đây nó có những cái viên bi li ti nè mọi người. Đó. Chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ massage để cho mở. Thường thường mắt nó sẽ dễ bị nhăn, phần này là do bị mở nhiều quá. Cái nó làm cho như mặt mắt của mình nó bị chảy xệ. Còn không thì những người cái cơ địa không bị mở bọng mắt thì sẽ bị hút sâu vào và nó sẽ tạo thành một cái đường hằn xanh, mắt bị thâm quầng. Mà lớn tuổi thì thường thường mắt nó sẽ dễ bị thâm quầng, và không thâm quầng thì nó sẽ bị mở bọng mở. Cho nên là chúng ta mỗi một ngày phải nên massage ít phút như vậy để nó chống thâm quầng mắt và nó sẽ không tích tụ mỡ nằm ở quầng mắt của mình. Đây là cách giúp cho mắt mình nó không có bị động mờ và nó giúp cho mắt mình nó đỡ bị sệ cái đuôi mắt. Mỗi người mỗi ngày thì mọi người dùng ít phút để chăm sóc cho mình. Thì nó sẽ không cần mình phải hở một chút cái phải đi mổ xẻ, bởi vì một lần mổ xẻ thì nó phải nghỉ dưỡng. Đây mọi người thấy hai bên nó khác nhau đúng không? Bên này vẫn còn thấy cái đường hằn nè, bên này thì nó sẽ liền luôn rồi đó. Đó, chúng ta massage ít phút thôi mọi người sẽ thấy nó hiệu quả liền đúng không? Đó, hai bên nó khác nhau. Đây bên này cũng một giọt nữa. Đặc biệt là vùng mắt á, cái da mắt của mình nó rất là mỏng mọi người, cho nên là khi chúng ta massage chúng ta cũng phải massage nhẹ nhàng thôi, bởi vì chúng ta massage mạnh quá nó cũng làm cho cái da của mình không có tốt. Đặc biệt là da mặt, mà khi mọi người lau mặt bằng cái khăn đi nữa, cái khăn nó cũng phải mềm, với lại chúng ta chỉ chạm vào để hút cái nước trên mặt mình mỗi khi đi tắm hoặc là rửa mặt thôi, chứ còn chúng ta đừng có chà mạnh, bởi vì cái lực ma sát của cái khăn khi mà cái khăn mình xài lâu ngày thì nó sẽ bị cứng cái bông á. Để chúng ta lau cái mặt mà chúng ta chà sát quá thì lâu ngày cái mặt mình nó sẽ bị lão quá nhanh đó, bởi vì cái lực ma sát nó làm cho da mình nó bị lì, và khi nó lì thì da mặt mình nó sẽ rất là nhanh bị lão quá. Cho nên khi chúng ta đụng tới da mặt thì chúng ta phải làm cái gì nó cũng phải nhẹ nhàng thôi. Khi mọi người xem rồi mọi người nói ôi sao mà làm nhiều phần quá, sao mà sử dụng nó nhiều quá, thật sự là nó rất là nhiều giai đoạn. Thảo làm thì bao nhiêu đây cũng chưa có hết nữa đó, bao nhiêu đây là cũng chưa hết nữa đó, còn một cái phần mà kem để dưỡng ban ngày và kem để dưỡng ban đêm nữa. Nhưng mà Thảo thì Thảo không có sức cái sử dụng cái kem ban ngày và ban đêm đó, bởi vì Thảo đã có nhu cosmetic rồi, cho nên là cái nhu cosmetic của Thảo nó rất là ok, bởi vì sử dụng ban đêm ngủ mà Thảo sức vô tháng sáng thức dậy thì da mặt của mình nó căng bóng và nó trắng lắm. Nhưng mà kem thì nó sẽ không giữ độ ẩm nhiều bằng cái những cái tinh chất này, nó sẽ giữ độ ẩm nhiều. Ok xong rồi, ok xong rồi, cái này giúp cho mắt của mình nó căng thẳng nè. Rồi bây giờ cái bước kế tiếp mọi người biết mà sẽ làm gì không? Nếu có cái kem nữa thì bây giờ Thảo sẽ dùng cái kem ban ngày lên, nhưng mà bây giờ Thảo không có sử dụng kem ban ngày, Thảo chỉ nuôi cái da mình ban ngày như vậy thôi. Ban đêm Thảo sẽ dùng cái nhu cosmetic, và ban ngày thì Thảo thích cái da mình nó khỏe khoắn và nó tự nhiên vậy hơn, thì cho nên là Thảo không có sức kem.
mà Thảo chỉ trích dưỡng chất thôi. Và ban ngày cho dù mình ở cái mình nhiều khi mình ở trong nhà, mình bước ra ngoài nắng, cái nắng, cái ánh nắng ngoài nắng nó tắt vào cái mặt của mình, cho nên là ban ngày trước khi mà mọi người đi ra đường thì cũng phải nên sử dụng cái chống nắng. Đây là chống nắng trọn bộ luôn đó. Ok. Cái này là chống nắng để dành. Thảo ngồi trong nhà là để mà ngồi trong nhà hay là mỗi khi mà đi ra nắng thôi? Chứ nếu như mà chống nắng mà gọi là những lúc mà Thảo đi quay phim, hay là Thảo đi quay phim ban ngày, hay là đi đâu ban ngày mà có thể mà gọi là trực tiếp ánh nắng trực tiếp á, thì Thảo sẽ không sử dụng cái này đâu. Cái này thì Thảo để sức ở trong nhà ban ngày để mà mình có bước ra ngoài nắng. Bất ngờ mình bước ra ngoài nắng thì nó cũng có một cái lớp bảo vệ, cho nên là Thảo xài cái này. Còn khi mà đi ra ngoài nắng, đi quay phim nè, rồi đi đâu ngoài nắng, công việc ban ngày thì Thảo sẽ không xài cái này. Và Thảo xài cái loại của Thái á. Cái loại của Thái thì Thảo sẽ sức cái đó nhiều hơn, bởi vì ban ngày mình sức cái đó. Mà Trinh ơi, Trinh lấy giùm cho em cái hũ chống nắng mà em hay đi phim, cái chống nắng màu cam cam á, Ở đâu? trong cái tủ ngoài đó đó. Đây, sức lên xong cái da của mình nó rất là mịn và rất là sáng đó. Cái đó là chống nắng của Dior, là để sức ở trong nhà thôi, không ở trong spa, sợ cảm nắng ngoài nó gọi vô, cho nên là tạo sức thôi. Còn đây, đây là cái chống nắng này là Thảo đi đi phim nè mọi người. Mỗi lần mà Thảo đi đóng phim hoặc là Thảo đi những cái gì mà ban ngày mà cái ánh nắng trực tiếp á, thì Thảo sẽ xài cái này. Và đặc biệt cái này nó rất là tốt quá. Mọi người biết là đi phim, nếu mà mọi người đi quay phim rồi mọi người cũng biết được là phải có ánh sáng và ánh nắng trực tiếp thì cái da mình nó mới lên phim thì nó mới đẹp, và nắng nhiều chừng nào thì da mình nó đẹp thì nó lên phim thì nó sẽ đẹp chừng đó. Cho nên đặc biệt đóng phim thì người ta rất là cần ánh sáng và cần nắng, và đặc biệt một điều là chẳng những nắng từ trên gọi xuống và ở dưới nó có những cái phản chiếu nó gọi vào cái người mình nữa, cho nên đi phim mà chúng ta không giữ kỹ thì cái da chúng ta nó sẽ rất là dễ bị đen và rất là dễ bị hư da, và có một số bạn là sẽ bị nám, cứ giữ không kỹ là nó sẽ bị nám. Nhưng mà Thảo may mắn một điều là Thảo biết cái cách sử dụng á, cho nên là cái da của mình nè, sau khi đi đóng phim về thì chỉ cần dưỡng khoảng một tuần lễ thôi thì cái da nó sẽ đẹp lại. Và đặc biệt một điều là chúng ta phải giữ ngay từ lúc mà chúng ta đi phim hay là đi ngoài nắng, cho nên là mọi người phải nhớ kỹ là phải sử dụng. Cái này cũng rẻ lắm, ở trong siêu thị bán nó cũng rẻ lắm mọi người, chỉ có hình như là mấy chục ngàn, trăm ngàn gì đổ lại thôi, cho nên là trong các cái siêu thị đều có hàng của Thái, cho nên là mọi người sử dụng. Chúng ta mua về có thể xài được mặt và có thể xài được người, và nó đặc biệt một điều là nó làm cho nó giúp cho da mình trắng hơn nữa, nó giống như kem luôn, nó cũng vừa bảo vệ được da và vừa giúp cho da mình sáng nữa. Cho nên cái chống nắng này nó rất là tốt, nên mọi người, Thảo chia sẻ với mọi người nên sử dụng ha. Ok rồi, xong rồi, ta 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 ta. Đây là bí quyết dưỡng da của Thảo đây. Có nhiều người hỏi Thảo là sao da đẹp quá, thì hôm nay Thảo xin chia sẻ bí quyết. Đó là ban đêm Thảo dùng Nu Cosmetics của mình, và ban ngày thì Thảo sẽ dùng những cái sản phẩm này để giúp cho da của mình, để bảo vệ da của mình nó không có bị lão quá sớm. Nó sẽ giúp cho da mình nó duy trì được cái thanh xuân. Đây là những cái bước, đây là những cái bước mà Thảo sử dụng. Đây, đặc biệt một điều cuối cùng đó là bảo vệ da tay. Cái hàng này thì Thảo mua bên Thái, nó là của India, người của Hồi giáo, nó thơm lắm và nó giữ cho da mình nó mềm. Đặc biệt cái này nó thơm, thơm mà giữ cho da nó mềm, da tay nó mềm. Thảo thì cũng không giữ kỹ da người lắm, ít có sức lotion. Nhưng mà cái bàn tay và bàn chân của Thảo á, bởi vì bản chất của con người khi mà sinh ra giống cái gen đó, cho nên là da tay với da chân của mẹ Thảo rồi của Thảo và chị em nó cũng không có được đẹp lắm, cho nên là cứ bảo vệ giữ lúc nào hay lúc đó. Có nhiều người sinh ra bàn tay rất là đẹp, không cần giữ cái gì hết cũng đẹp, nhưng mà Thảo có giữ nó cũng không có đẹp, cái da nó cũng không có được đẹp, nhưng mà cũng phải gán giữ để nó thấy ghê.
Đây là những cái sản phẩm mà Thảo review cho mọi người đây. Đây là chọn bộ sản phẩm của Thảo nè. Đây là chống nắng hàng của Thái, xài rất là tốt. Đây là nước hoa hồng mà chúng ta lau mặt, rửa mặt trước khi sử dụng mỹ phẩm. Và đây là những cái dòng sản phẩm mà Thảo đang xài. Chúc mọi người sẽ có được một làn da đẹp. Bye bye mọi người nha.